Hello mọi người đã đến với kênh Anh Minh Audio của mình nhé. Cuối tập trước, trong khi đám cường giả còn chưa hết bàng hoàng khi phát hiện ra, vạn ma thiên vương cùng khô lâu quần lão trong thời gian ngắn ngủi đã bị diệt sát, thì lúc này ở sâu trong hỗn độn chi địa, từng trần đang nhanh chóng bay lượn. Bốn phía, vô số khí tức mang hoang phun trào, lướt qua quanh người hắn. Từng trần, như vậy chúng ta có thể tìm được ma lão sao? Phương Mộ Lăng lo lắng nói. Bất kể có tìm được hay không, dù sao cũng phải thử trước một chút. Từng trần trầm giọng nói, ánh mắt của hắn hướng về bốn phía, thần thức không ngừng cảm giác bốn phía, ngay sau đó thân hình từng trần nhón một cái lúc này lao về một hướng lấy cảm ngộ của từng trần bây giờ đối với không gian đạo tắc có thể dễ dàng lĩnh ngộ được bất luận một chỗ không gian nào chấn động bất luận ba động rất nhỏ nào cũng không thể chạy thoát cảm giác của hắn hắn chỉ cần đi dọc theo những chấn động không gian này cuối cùng vẫn có thể tìm được người mặc kệ là đảng ma thần tôn hay hắc ám siêu thoát bọn họ chỉ cần tìm được người thì dễ xử lý từng trần ở hỗn độn chi địa nhanh chóng bay vút đột nhiên từ một bên một bóng dáng màu đen bỗng nhiên lướt tới là thần kiêu phương mộ lăng và linh Lung thần nữ tất cả đều kinh hô một tiếng thần kiêu là vật chỉ có ở quy khư tốc độ cực nhanh phòng ngự kinh người thích âm thầm đánh lén người khác coi như là siêu thoát cường giả gặp phải cũng cực kỳ đau đầu càng không cần phải nói là các nàng chỉ là bóng dáng này mới vừa xuất hiện trước mặt các nàng thì một đạo kiếm quan chợt xẹt qua bên trong kiếm quan này ẩn chứa lực phá hoại không gian kinh người trong nháy mắt trảm lên cái bóng màu đen này bóng dáng màu đen này lập tức phát ra một tiếng hét thảm một yêu vật toàn thân như tam túc hắc ưng hiển hiện trên trán có ba con mắt nhìn chằm chằm từng trần bị kiếm khí của từng trần xuyên thủng trong nháy mắt bóng đen ba chân này dữ tợn nhìn từng trần điên cuồng dãy dụa nhưng căn bản không cách nào thoát khỏi sự trói buộc của không gian lực từng trần nhìn con hắc ưng ba chân bị kiếm khí xuyên thủng như có điều suy nghĩ chỉ thấy trên thân tam túc hắc ưng này lưu chuyển từng gợn sóng không gian những gợn sóng không gian này làm cho tam túc hắc ưng và hư không hoàn toàn kết hợp với nhau dung hợp lẫn nhau khó trách thần kiêu này có thể làm đến xuất quỷ nhập thần mà một bên phương mộ lăng cùng linh lung thần nữ cũng tò mò đi tới các nàng mặc dù đã nghe nói qua thần kiêu nhưng khoảng cách gần như vậy đến thần kiêu vẫn là lần đầu tiên nhưng đúng lúc này thần kiêu giữ tận mở miệng phát ra âm thanh chói tay với ba người ánh mắt điên cuồng Tần Trần hừ lạnh một tiếng, kiếm khí đột nhiên bộc phát, phù một tiếng, một con thần kiêu này máu tươi lập tức bay tứ tung, bị kiếm khí của Tần Trần xoắn nát, hóa thành mưa máu tiêu tán. Cùng lúc đó, một viên tinh thạch xuất hiện giữa thiên địa. Tần Trần khoát tay, viên tinh thạch này lập tức rơi vào trong tay hắn, đây là một viên tinh thạch toàn thân trong suốt, tỏa ra chấn động không gian kinh người. Đây hẳn là thần kiêu này quanh năm suốt tháng tu luyện ở quy khư bí cảnh, vì lẽ đó ngưng kết ra không gian tinh thạch. Thu hồi không gian tinh thạch, Tần Trần tiếp tục bay vút lên. Sau một lát, từng Trần chợt dừng bước. Sao vậy? Phương Mộ Lăng nghi ngờ nói phía trước có không ít ba động không gian có lẽ là khí tức thần kiêu từng Trần hiếp mắt nói vậy phải làm sao bây giờ phương mộ lăng giật mình lúc trước có người đi qua không gian ba động hơn nữa phía trước đã có khí tức thần kiêu nói rõ lúc trước có người kinh động đến thần kiêu rất có thể chính là bọn người đảng ma thần tôn nhưng mà nếu phía trước có thật nhiều thần kiêu chúng ta qua đó nhất định sẽ bại lộ linh lung thần nữ liên tục nói cái này thì chưa chắc từng trần mỉm cười trên người hắn nhanh chóng xuất hiện một tia dao động không gian xoẹt một cái khí tức toàn thân vậy mà trở nên không khác gì thần kiêu lúc trước phương mộ lăng và linh lung thần nữ chứng kiến một màn này thì mở to hai mắt nhìn nếu như giờ phút này không phải các nàng tận mắt nhìn thấy từng trần chỉ dựa vào cảm giác từng trần trong cảm giác của các nàng đã biến mất không thấy chỗ của từng trần giống như chỉ còn lại một đoàn không khí lúc trước ta đã biết rõ không gian ba động trên người thần kiêu đi theo ta từng trần mang theo phương mộ lăng cùng linh lung thần nữ lặng yên tiến về phía trước trong hư không bốn phía ẩn ẩn có thanh âm thần kiêu truyền đến thần sắc phương mộ lăng các nàng cảnh giác thở cũng không dám thở mạnh một cái thế nhưng thần sắc từng trần lại bình tĩnh tựa như đi tới nơi không người xuyên qua một đám thần kiêu này đột nhiên từng trần lại một lần nữa dừng bước nơi đó có người từng trần hướng về một chỗ bên trái lặng yên đi qua lúc này ở một chỗ sâu trong hư không trong hỗn độn chi địa đảng ma thần tôn cực kỳ chật vật ẩn giấu trong một chỗ hư không chồng chất không biết tiểu thư rốt cuộc thế nào rồi thần sắc đảng ma thần tôn chật vật toàn thân máu tươi trên người mang theo đạo đạo vết thương khoanh chân ngồi chữa trị thương thế trên người mình viễn đạo thần tôn chết tiệt này còn có hắc ám tộc nếu chờ ta thoát khốn nhất định phải để bọn họ nợ máu phải trả bằng máu đảng ma thần tôn cắn răng nói chỉ là lời nói của hắn tuy rằng lạnh lẽo thế nhưng trên mặt vẫn vô cùng lo lắng bởi vì hắn cũng biết lần này mình phiền toái rồi lúc trước hắn vất vả lắm mới lợi dụng chỗ nghỉ chân của thần kiêu tránh thoát được sự đuổi giết của bọn viễn đạo thần tôn nhưng bọn người viễn đạo thần tôn đã phong tỏa một khu vực chung quanh hơn nữa còn phái người không ngừng tìm kiếm sớm muộn gì cũng sẽ tìm được chỗ ở của mình đến lúc đó chỉ hy vọng tiểu thư có thể bình yên vô sự nghĩ đến đây đảng ma thần tôn liền người xếp bằng theo hắn hô hấp từng đạo khí tức màu đen quanh quẩn quanh người hắn tiến đến lỗ mũi của hắn sau đó chạy khắp toàn thân ngay sau đó lại lưu chuyển ra không thể không nói nơi này thật sự là một địa phương cực kỳ thích hợp để tu luyện đương nhiên tiền đề là không có nhiều thần kiêu như vậy một khi tu luyện dao động quá lớn kinh động đến thần kiêu bốn phía như vậy thần kiêu đầy trời nhào tới đó quả thực chính là ác mộng cường giả siêu thoát như hắn sợ cũng nguy hiểm đến cực điểm hừ nếu viễn đạo thần tôn và hắc ám nhất tộc siêu thoát kia làm cho ta phải chết trước khi chết ta định tự bạo dẫn tới tất cả thần kiêu nơi này đến lúc đó cho dù là viễn đạo thần tôn và hắc ám siêu thoát có thể chạy thoát sợ cũng sẽ bị trọng thương dưới sự vây công của thần kiêu đến lúc đó Tiểu thư tự nhiên sẽ càng thêm an toàn một phần, về sau nhất định sẽ thay ta báo thù. Ánh mắt của Đảng Ma Thần Tôn lóe lên một tia tàn khốc, mà trong lúc tâm tư của Đảng Ma Thần Tôn dao động, thì ở bên ngoài mảnh không gian này, hai bóng người cẩn thận từng ly từng tí tìm hiểu bên ngoài khu vực này. Đây là hai tên cao thủ nửa bước siêu thoát đỉnh phong, khí tức trên người phi phàm, nhưng mà giờ phút này lại cẩn thận từng ly từng tí, thu liễm tất cả pháp tắc của bản thân lại, tựa như hai người bình thường, thần thức đều không có bất kỳ ba động nào, mà là dùng mắt thường quan sát bốn phía. Đúng là hai thủ hạ của Viễn đạo Thần Tôn trong đó có một tên bán bức siêu thoát cao thủ vây quanh sắc mặt có chút thấp thỏm nhỏ giọng nói đại ca chúng ta còn cần tiếp tục tìm kiếm nữa sao mặc dù viễn đạo thần tôn đại nhân đã đồng ý rằng chúng ta có thể ôm đùi của thác bạc thế gia nhưng cũng phải giữ lại mạng sống đi với thực lực của hai người chúng ta bất kể là kinh động đến thần kiêu nơi này hay là bị đảng ma thần tôn phát hiện sợ là đều khó thoát khỏi cái chết người bên cạnh hắn câu mày nói lấy nội tình của chúng ta muốn đột phá siêu thoát dựa vào chính mình hầu như không có cách nào chỉ có gia nhập thác bạc thế gia hạng nhất nam thập tam tinh vực mới có thể có bằng không ngươi cho rằng lão tử vì sao phải đi theo viễn đạo thần tôn kia về phần bị thần kiêu và đảng ma thần tôn phát hiện chúng ta chỉ là du đảng ở đây mà thôi nếu thật sự phát hiện đảng ma thần tôn chỉ cần đưa tin cho viễn đạo thần tôn đại nhân là được đâu còn cần đến chúng ta xuất thủ hắn nói một nửa đột nhiên người bên cạnh hắn kinh ngạc chỉ vào phía trước run rẩy nói đại ca hai người ngẩng đầu đi đi tới một khe núi phía xa từng đạo ma khí phun trào tựa hồ có bóng người khoanh chân trong đó ở hỗn độn chi địa này thần thức của cường giả siêu thoát đều không thể kéo dài quá nhiều điều này cũng làm cho hai người không đến mức bị phát hiện mà lúc này trong một chỗ hư không cách nơi này không xa một bóng người mang theo hai người lặng yên không một tiếng động đi tới nơi này người tới chính là tần trần chỉ thấy trong mi tâm tần trần mở ra tạo vật chi nhãn trong tầm mắt của hắn hỗn độn chi địa trước mắt trở nên vô cùng rõ ràng không gian đạo tắc ba động bốn phía đều không thể che khuất ánh mắt của hắn tần trần nhìn chằm chằm vô số đạo tắc dao động bao phủ toàn bộ thiên địa trong hư không bốn phía đều là đạo tắc phun trào cực kỳ xinh đẹp thế nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm hắn mở ra tạo vật chi nhãn thôi động vận mệnh thuật bắt giữ tung tích đảng ma thần tôn tạo vật chi nhãn hướng phía trước đi sau một khắc ẩn ẩn có một đạo hắc khí phóng lên tận trời đạo màu đen này cực kỳ mơ hồ dưới sự che đậy của không gian đạo tắc bình thường là không thấy nhưng trước tạo vật chi nhãn của tầng trần lại vô cùng rõ ràng căn bản không có chỗ trốn đó là khí tức của đảng ma thần tôn hình như ta tìm đúng chỗ rồi tầng trần nở nụ cười phương mộ lăng cùng linh luân thần nữ một bên cũng đều lộ ra vẻ kích động tầng trần vậy còn chờ gì nữa mau qua đó phương mộ lăng liên tục nói tần gật đầu vừa chuẩn bị khởi hành bỗng nhiên hắn đi về một hướng khác khẽ nhíu mày nói đẳng ma thần tôn bị người nhìn chằm chằm dứt lời tay phải từng từng điểm lên trán hai người trong nháy mắt các nàng cũng nhìn thấy ở phía trước tựa hồ có hai đạo khí tức mịt mờ như có như không hai con bò sát nửa bước siêu thoát hẳn là bò sát dưới trướng viễn đạo thần tôn còn chưa chuẩn bị động thủ nếu thật sự động thủ hai tên nửa bước siêu thoát hiển nhiên là không đủ nhưng nếu hai tên nửa bước siêu thoát ẩn ở nơi này xác suất lớn cũng là xác định vị trí của đảng ma thần tôn rất có thể sẽ phát động công kích bất cứ lúc nào những người này bọn họ thủ ở chỗ này hẳn là vừa mới phát hiện đảng ma thần tôn nhưng không muốn đánh rắn động cỏ linh lung thần nữ vội vàng nói vậy chúng ta mau chóng thông báo cho đảng ma thần tôn sau đó rời khỏi nơi này nếu không đợi viễn đạo thần tôn chạy tới thì phiền toái không vội hai con rệp mà thôi giải quyết rất dễ dàng từng trần khẽ cười một tiếng chẳng qua đến lúc đó các ngươi cũng phải ra tay tránh cho bọn họ có bất cứ cơ hội nào phát ra động tĩnh từng trần nói xong thân hình lập tức trốn vào hư không mà cách đó không xa hai người thấp thỏm mai phục ở chỗ này đại ca người nói xem khi nào viễn đạo thần tôn đại nhân mới có thể đến được gấp cái gì mà gấp vùng đất hỗn độn này nguy hiểm như vậy chúng ta lại không cách nào phát ra âm thanh trực tiếp, tiếp thông báo cho đám người viễn đạo thần tôn đại nhân nhóm người viễn đạo thần tôn đại nhân nhận được tin tức đầu tiên phải xác định vị trí của chúng ta sau đó lại tránh thoát thần kiêu liên hợp với những người khác ở bốn phía phòng ngừa đảng ma thần tôn lại lần nữa đào tẩu sợ là trong nhất thời không có ai qua được vậy chúng ta chẳng phải rất nguy hiểm sao chuyện này có nguy hiểm gì chứ chúng ta trốn ở chỗ này chỉ cần không gây ra động tĩnh chẳng lẽ còn có thể bị người phát hiện hay sao gã còn chưa dứt lời đột nhiên nhíu mày quay đầu về một chỗ hư không đại ca sao vậy chẳng lẽ có người đến sao người bên cạnh hắn giật nảy mình lập tức khẩn trương vô cùng người kia cho mày cẩn thận nhìn chăm chú một lát sau đó hơi nhíu mày sau đó lắc đầu vừa rồi hình như có một chút không gian dao động hẳn là ta sai rồi hoặc là có thần kiêu lướt qua dao động kia rất giống dao động của thần kiêu hai người đều ngẩng đầu nhìn quanh một chút không phát hiện được cái gì dị thường về phần cảm giác nguy cơ cũng không có nhưng tâm tư của tên đại ca này vẫn còn có chút không kiên định hắn tu luyện chính là vấn tâm chi đạo mạnh nhất chính là cảm giác trong cõi u minh nên vẫn thấy một chút cảm giác không thoải mái chẳng lẽ là mình bị đảng ma thần tôn phát hiện nếu quả thật bị phát hiện đảng ma thần tôn sợ cũng không dám tùy tiện động thủ chạy trốn càng có khả năng nhưng hiện tại một chút động tĩnh của đảng ma thần tôn cũng không có ha ha cảm giác ngược lại rất nhạy cảm hình như đại đạo các hạ tu luyện có chút ý tứ bản thiếu ngược lại cảm thấy hứng thú ngay lúc hắn quay đầu lại lần nữa dám thì đảng ma thần tôn đột nhiên một tiếng cười khẽ vang vọng bên tai hắn bốn phía hư không phản phất trong nháy mắt từ nước ngưng kết thành băng trong nháy mắt băng phong hai tên cao thủ ẩn núp ở đây sắc mặt lập tức đại biến trong nháy mắt hai tên cao thủ nửa bước siêu thoát kinh hải trong lòng cái quỷ gì vậy sao có thể có người nói chuyện theo bản năng hai người bỗng nhiên đứng lên lực lượng bản nguyên ngưng tụ trong cơ thể muốn dâng lên chỉ trong nháy mắt hai người giật mình bên tai lại truyền đến một tiếng cười đùa ồ đây không phải là hai huynh đệ thánh hư của vũ trụ hải hoàn đoạn nha sao nghe đồn hai huynh đệ thánh hư một thân tu vi thông thiên linh lung luôn luôn bội phục không thể tưởng được hôm nay có thể gặp nhau ở đây thật là để cho tiểu nữ ba đời may mắn dưới thanh âm này hai huynh đệ đột nhiên muốn dâng lên bổ nguyên chi lực vậy mà trong nháy mắt có chút hoảng hốt giọng nói này thật dễ nghe nhất định là một đại mỹ nhân phải không?" Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu hai người. Linh Lung, cái tên này cũng rất êm tai, khiến người ta không kìm lòng được muốn đi gặp chủ nhân của giọng nói. Hai người trong thoáng chốc quay đầu, liền thấy một tiên tử từ trên chính tầng trời hạ xuống chậm rãi đi tới, nàng thân mang lụa mỏng, đi lại uyển chuyển, vòng eo mềm mại nắm chặt, làm cho người ta không kìm lòng được tâm thần nhượng nhạo lên. Là Linh Lung thần nữ của Linh Lung thần tông, sao nàng lại ở đây? Nàng nói nàng sùng bái chúng ta là thật sao? Không đúng, vừa rồi còn là thanh âm của một nam nhân, sao trong nháy mắt đã biến thành Linh Lung thần nữ? hơn nữa bọn ta đang ở hỗn độn chi địa trông coi đảng ma thần tôn chờ viễn đạo thần tôn đại nhân đến sao linh luân thần nữ này lại tới đây được trong nháy mắt tâm thần hai người giật thóc một cái mà vào lúc này tần trần và phương mộ lăng đã đi tới bên cạnh hai người tần trần thôi động đạo tắc không gian phong tỏa tất cả hư không bốn phía một tia thanh âm cùng ba động đều không truyền ra được lực lượng đạo tắc cường đại trực tiếp quấy nhiễu khí thế nửa bước siêu thoát của nơi này bên ngoài linh tiên của phương mộ lăng cơ hồ đồng thời rơi xuống cuốn về phía hai người hai đại cao thủ triệt để giật mình tỉnh lại trong cơ thể bộc phát ra tiếng nổ vang kinh thiên có thể thấy sau lưng hai người hư ảnh hai đồ yêu thú to lớn hiển hiện, hiện che khuất bầu trời một cái vẫy đuôi liền đánh bật linh tiên của phương mộ lăng cuốn tới dưới một kích hai người căn bản không tiến lên chút nào ý nghĩ đầu tiên là muốn chạy khỏi nơi này tuy không biết địch nhân đến tột cùng là ai nhưng có thể tu luyện đến trình độ như bọn họ cũng không phải hạng người dễ đối phó kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú tự nhiên biết làm thế nào mới là tốt nhất nhưng mà hết thảy đều đã quá muộn trước mặt bản thiếu còn muốn chạy một tiếng cười khẽ vang lên nương theo tiếng cười khẽ này là khí tức hắc ám vô tận hắc ám chi lực mạnh mẽ nồng đậm cơ hồ không thể tan ra trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể hai người lực lượng hắc ám đáng chết là người hắc ám tộc sao lại như vậy chẳng lẽ hắc ám siêu thoát kia giả bộ hợp tác với viễn đạo thần tôn đại nhân nhưng trên thực tế là muốn gây bất lợi cho đại nhân một ý niệm cấp tốc hiện lên trong đầu hai người vào thời khắc sống còn hai người vội vàng thôi động lệnh bài truyền tin đại nhân chúng ta gặp phải mai phục là hắc ám nhưng không đợi bọn họ đưa tin xong vô tận hắc ám chi lực đã triệt để tràn vào trong thân thể bọn họ ầm một tiếng hai người trừng to mắt trong khoảnh khắc thân thể chia năm sẽ bẫy ra hơn nữa hai đạo tắc khủng bố lơ lửng ở trong thiên địa tỏa ra khí tức kinh người bị từng trần trong nháy mắt thu vào trong thế giới hỗn độn ngay sau đó hai chiếc những không gian lập tức rơi vào trong tay từng trần hết thể chấn động chỉ trong nháy mắt đã triệt để tiêu tán ra chưa từng truyền ra mảy may mà từng trần và phương mộ lăng trong nháy mắt đã rơi vào địa phương trước kia của hai người từng trần nhẹ nhàng cười một tiếng giải quyết xong rồi sau đó hắn hướng về linh lung thần nữ nói không ngờ được mỹ công của ngươi còn có hiệu quả như vậy linh lung thần nữ khẽ mỉm cười có thể xuất lực vì đại nhân là vinh hạnh của linh lung chẳng qua trước mặt đại nhân mỹ thuật của tại hạ căn bản không đáng nhắc tới nói xong linh lung thần nữ u oán liếc nhìn Tần trần nàng đã từng thi triển qua mỹ thuật với Tần trần chỉ tiếc là từng trần không có chút cảm tình nào làm cho nàng bị ngăn chặn trong lòng không nói gì đến cực điểm một bên phương mộ lăng đột nhiên hừ lạnh một tiếng hiện tại không phải là lúc thảo luận chuyện này chứ linh lung thần nữ liếc mắt nhìn phương mộ lăng trong ánh mắt hai người có kinh khí vô hình phun trào đi thôi từng trần khẽ cười một tiếng thu hồi không gian phong tỏa Mang theo Phương Mộ Lăng và Linh Lung thần nữ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Mà lúc này, ở trong hư không cách đó không xa, Đảng Ma Thần Tôn bỗng có chút khiếp đảm, nhìn về phía xa, thân thể đang tu luyện cũng ngừng lại, ánh mắt ngưng trọng. Vừa rồi, có phải xảy ra chuyện gì hay không? Hắn bỗng nhiên đứng lên, cẩn thận nhìn bốn phía. Một cỗ lực lượng vô hình từ trong thân thể hắn tràn ra ngoài, trong nháy mắt bao phủ bốn phía thiên địa. Đây là căn bản nhiều năm qua hắn tung hoành vũ trụ hải, thời khắc cẩn thận cùng cảnh giác. Mà trong nháy mắt hắn tràn ngập chân nguyên, lập tức cảm giác được hư không bốn phía có chút không đúng. Trong lòng hắn giật mình, khí thế trên người trong nháy mắt dâng lên tạo thành một cơn thủy triều kinh khủng bảo vệ mình ở bên trong lúc này trong lòng của hắn đã triệt để chìm xuống bởi vì hắn tuyệt đối không nghĩ tới người của viễn đạo thần tôn nhanh như vậy đã tìm đến nơi này bốn phía trong hư không chấn động tuyệt đối là có người đang tới gần Tình khí vô hình quét ra đảng ma thần tôn trong lòng đang nghĩ có nên rời khỏi đây hay không nếu không một khi lại bị bao vây lần nữa hắn muốn thoát khốn sẽ càng thêm khó khăn chỉ là còn không đợi hắn rời đi một thanh âm cười khẽ đột nhiên vang vọng truyền đến trong đầu đảng ma thần tôn ha ha cảm giác của đảng ma thần tôn tiền bối quả nhiên nhạy cảm các hạ là ai đảng ma thần tôn nghi hoặc nhíu mày giọng nói này rõ ràng không phải của viễn đạo thần tôn cũng không phải hắc ám siêu thoát trước đó hơn nữa tự hồ cũng không có bất kỳ địch ý nào nhưng khiến hắn kinh hãi chính là hắn vậy mà không cảm nhận được hướng âm thanh truyền đến tựa như thanh âm này trống rỗng vang lên tuy rằng không cảm giác được địch ý của đối phương nhưng đảng ma thần tôn tâm thần lại không buông lỏng chút nào tinh khí thần cảnh giác đến cực hạn sau một khắc một thanh âm làm cho đảng ma thần tôn khó có thể tin vang lên ma lão là ta nghe thấy giọng nói này đảng ma thần tôn không khỏi giật mình hắn kinh ngạc hướng chỗ âm thanh truyền đến liền thấy có ba bóng người lặng yên xuất hiện một người trong đó chính là phương mộ lăng đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi cảm ơn mọi người đã xem hết video nếu thấy hay mọi người nhớ cho mình một like một đăng ký kênh và đừng quên để lại con mừng góp ý của mọi người nha